Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Doanh nghiệp và Thương hiệu của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, Công ty Cổ phần Công nghệ Công nghiệp Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT Technology và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Việt Nam vừa chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong lĩnh vực đào tạo và việc làm cho sinh viên. Theo nội dung của biên bản hợp tác, VNPT Technology sẽ phối hợp cùng PTIT trong các hoạt động thường niên liên quan tới đào tạo và cơ hội việc làm cho sinh viên học viện. Theo đó, VNPT Technology sẽ hỗ trợ xây dựng hệ thống học liệu chuyên ngành, tài trợ xây dựng hệ thống phòng thí nghiệm, phục vụ đào tạo cho PTIT. VNPT Technology cũng sẽ hỗ trợ đào tạo chuyên môn cho sinh viên học viện thông qua việc cử các giảng viên chuyên môn tham dự giảng dạy trong chương trình đào tạo theo nhu cầu của PTIT. Về phía Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Việt Nam, PTIT sẽ phối hợp xây dựng các chương trình đào tạo đại học, sau đại học và chuyên sâu đáp ứng yêu cầu đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho VNPT Technology.